chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video này nhớ nhấn nút like, nhấn nút chuông và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh mình các bạn nha. Thì hôm nay mình vừa đi làm về, mình ghé tiệm điện thì mua là tất cả là bốn cái hộp bóng đèn. Thì bóng đèn này là bóng đèn của Trung Quốc nha các bạn. Đèn này đèn sợi đốt dùng cho cái đèn pin. Đèn pin mà pha ớt á, cái đèn pha ớt là pha vô anh thì nổ mất ớt á. Đấy. Thì mình sẽ mua bốn cái hộp này. Thì một hộp này sẽ được 10 bóng. Hôm nay là mình sẽ làm video và dùng cái bóng đèn xài cho áp DC 6V để mình thử mình cắm mình dùng cho điện áp 220V xem nó như thế nào các bạn nha. Có giờ mình bắt đầu áp sành luôn, không có linh tinh long đong nữa. Ok rồi, rồi các bạn thì cái này là mình đã hàng trước rồi, hôm nay mình tranh thủ hàng trước rồi. Ở đây là mình giới thiệu với các bạn là ở đây là mình sẽ hàn tất cả là 6 cái bóng đèn. 6 cái bóng đèn này là được mắc song song nha các bạn. Đây, nó sẽ được mắc song song với nhau. Đấy, 4 bóng mắc song song và mình dùng 2 cái bóng cũng cùng loại với nó luôn để mình làm là 2 con điện trở. Coi thử nó có bảo vệ được cho 4 cái bóng này và 4 bóng này có đảm bảo sáng không hoặc là nó sẽ đứt luôn các bạn nha. Rồi ở đây thì mình sẽ hàn mắt song song với nhau hết luôn. Đây, sẽ hàn mắt song song các bóng lại với nhau hết. Đấy, lát nữa mình sẽ cắm rồi rác vô luôn là áp 220 luôn. Tất cả các điện áp sẽ đặt lên là 6 cái bóng, là 5 cái bóng đèn này nó sẽ 220. Xem thử nó nổ như thế nào, nó sẽ sáng như thế nào hay là nó đập đục cái nó tắt liền các bạn ha. Rồi, đây là mình sẽ đã hàn sẵn là 5 cái bóng đèn mắc song song với nhau. Và ở đây là mình dùng một cái bóng đèn này mắc nối tiếp để có thử xem là nó có bảo vệ được cho 5 thằng nhỏ này được hay không, hay là mới cắm vô cái là chọc đầu liền. Ok rồi, bây giờ là mình sẽ thử trước, mình sẽ thử trước là thằng này trước các bạn nha. Đây, mình sẽ thử là cho đấu đường nét hết tất cả là 5 bóng đặt điện áp là 220 vào trên mỗi bóng các bạn nha. Xoay chiều nhé. Rồi, ok, mình sẽ đi vào ngay và luôn, không có lang thang linh tinh nữa. Đây, mình sẽ đấu vô luôn. Đây, sẽ đấu vô. Ở đây là mình làm video này là chỉ mang tính chất thử nghiệm và hài hước thôi các bạn. Nếu như mà cắm lên mà 5 thằng nhỏ này mà nó vừa nhá cái món lọt hết á là chứng tỏ là nó đã ra đi không bao giờ trở lại các bạn. Nó đã ra đi tìm đường của nước. Đây, trước khi mình thử mình sẽ kiểm tra các cái mối hàm được ok không. Rồi, ok. Thì đây. Rồi. Để cắm vô cái thiết bị này. Thì cái này là hiện tại bây giờ nó chưa có nguồn nha các bạn. Cái này là cái bộ nguồn này là mình sẽ làm cái bộ nguồn điều khiển từ xa 50m xuyên tường để đảm bảo an toàn cho cái đoạn video này các bạn nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ để đây cho các bạn nha. Đây. 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 Đây luôn. Đây. 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 Và mình đảm bảo là hai cái mối này nó không bị chạm nhau. Rồi, ok. Mình sẽ thử ngay vào luôn. Và xem kỹ nha. Đứng khoảng cách của nó là mình đứng khoảng cách, các bạn xem kỹ nha, đứng khoảng cách của nó là để một
3 đấy. Đúng mà 1 2 3 đúng mà 1 2 3 đúng mà 1 2 3 là năm thằng này là ra đi tìm đường cứu nước và không bao giờ trở lại đấy. Giờ là năm ông này là thành năm ông thầy chùa. Vâng, mình sẽ rút ra
ta nói thất bại là mẹ thành công các bạn. Màu đen đi các bạn, đen. Sáu anh em này sẽ ra đi tìm đường cứu nước hay là đi về chùa. Đấy, lười quá đi vào chùa cũng thế. Rồi ok, sạc đây luôn. Đấy nha. Rồi ok, mình sẽ cắm vô để trước khi cắm thì mình sẽ kiểm tra CV. Các bạn thấy video này hay, nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, nhấn nút chuông và chia sẻ kênh của mình để kênh của mình ngày càng phát triển hơn, để mình có động lực làm video với các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.